Đây là mình lần đầu tiên thấy có cả một cái dãy phố đường Trần Đăng Ninh này, Bắc Rạc ăn mừng lễ hội đền Kỳ Cùng. Chào thành phố lễ hội. Rất là vui. Điều đặc biệt trong cái lễ hội này là tất cả những du khách dù quen hay lạ khi vào đến bàn tiệc của người ta đều được đón tiếp và mời chào vào đây uống rượu ăn mừng cùng lễ hội không phân biệt các bạn là ai, và người ta rất vui mừng được đón tiếp những người lạ du khách cùng chung vui với cái lễ hội Kỳ Cùng này. Đây là một cái lễ hội và lớn nhất ở Việt Nam và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng, rất là độc đáo. Chắc các bạn chưa bao giờ thấy ở cả một cái thành phố này ăn nhậu này. Bắc Rạc hết. Các bạn muốn tham gia lễ hội này thì vào ngày 26 và 27 là ngày lễ hội chính tháng riêng ấy, thì các bạn sẽ lên đây và tham gia vào cái lễ hội đặc biệt này. Có nghĩa có 102 trên đất nước Việt Nam các bạn ạ. Các bạn nhớ vào ngày 26 và 27 tháng riêng hàng năm là sẽ tham gia được cái lễ hội rất là hoành tráng này ở trên thành phố Lạng Sơn. Công ty pháo hoa đồng. Wow, quá trời nhiều người đẹp đang diễu phố. Thật là độc đáo của cái lễ hội này các bạn ạ. Nên đây mà nhìn người đẹp, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của người dân tộc đang sinh sống ở trên thành phố Lạng Sơn và tỉnh Lạng Sơn này. Thank you.
cả những cái nơi trống là người ta bắt nạp để mừng lễ hội kỳ cùng. Quá trời đông luôn. Cả thành phố ăn nhậu. Kinh khủng luôn. Wow. Người ta nói là ngày mai là ở những cái khu vực này là chật cứng người. Vì ngày mai là cái ngày cuối cùng của cái lễ hội và cũng là lễ hội chính của đền kỳ cùng. Đây là Hồng Đồng. Wow, hay quá. Quá đặc biệt luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.